Hello các bác nhá. Này là em Hiếu đây. Hôm nay em tiếp tục làm video. Lâu lâu rồi mới quay trở lại làm video anh em ạ. Tại sắp tới lễ Noel rồi. Nên là các nhà thờ có sửa chữa nhiều quá. Nên là bận công việc. Hôm nay rảnh rảnh thì làm video. Em vừa cập bến cây 70 các bác này. 70 nhá. Cây này là đẹp. 95% trở lên tùy đánh giá, bởi vì nó dán ni lông các bác này. Đấy, dán ni lông hết này. Từ dán từ lúc mua các bác nhá. Đấy. Đàn thì của nhà công. Đi xô chắc được 1-2 lần thôi các bác ạ. Em không nhìn thấy pháo giấy đâu mấy cả. Không biết là có hay không nhưng mà cũng chưa nhìn thấy. Đàn rất đẹp và cây này là cam kết zin 100% từ cái ben. Từ cái ben, bởi vì lúc bán ra là đàn của em. Đấy. Bán ra đàn của em nhé. Đấy, về người ta dán ly lông luôn này. Màn hình các bác nhìn này. Đây là cái vết mốc ở khu vực Tây Bắc đây. Đây mèo cào hay là móng tay. Cái này thì nó không xước xác đến màn hình đâu các bác nhá, bởi vì người ta dán ni lông rồi đây. Bóc ra cái này thì cái này là hết. Đấy, em muốn để nguyên đấy. Đấy, các bác dùng nó bảo vệ tốt hơn. Thế còn vết mốc này thì ở khu vực Tây Bắc trời nó ẩm đấy các bác. Thì nó sẽ có những cái vết mốc này, mà các bác biết rồi, cái dòng đàn này thì hơi ẩm một tí là nó hay cái mốc đấy, cái ở cái tâm kính ấy. Đấy, có thời gian tháo ra lau đi là hết thôi mà. Đấy. Cái đàn này rất là đẹp các bác ạ. Phím vẫn còn căng các bác nhá. Đấy. Và cam kết với các bác là zin 100% từ cái phím. Đấy, em vừa mới lấy về chưa vệ sinh gì cả mà nó đã đẹp như thế này rồi. Đấy, màng loa này. Đẹp kinh khủng, không rạn nứt, không vỡ cạnh, không một cái gì cả các bác nhá. Đấy. Nhạc công đấy, nhạc công nhưng mà chắc là không làm, không đánh được. Nhạc công ở huyện ở trên tỉnh em đấy, tất cả các phiêu trắng muốt các bác nhá. Đấy, trắng muốt, không có ố hay là vàng cái gì cả. Bây giờ em sẽ cầm test thử nha. Đây nguồn của nó đây các bạn, nguồn zin nhé, nguồn zin đấy. Cắm vào thế nào. Đấy. Đây. Bây giờ em test phím trước các bạn này. Phím rất ngon, rất nhạy và đặc biệt là rất là cứng, căng, không dão các bác nhá, không dão mà mỡ zin nhá, không phải là mỡ người ta căng lại đâu ạ. Đấy, đấy là phím này, chức năng này các bác này. Đấy, đèn sáng nhạy, rất là nhẹ nhàng thôi các bác. Đấy, rất nhạy nha. Cây này ít sử dụng. Đấy. Cực kỳ nhạy. Thử luôn cái này, màn hình luôn. Đấy. Rất là nhạy. Các bác biết là mùa đông ở miền Bắc thì rất là rét, mà các nút nhấn rất là nhạy như này là các bác biết như nào rồi. Bởi vì khi mà thời tiết nó rét như này ấy, thì nếu mà nút nhấn kém ấy, thì ấn rất nặng. Đấy. Cực kỳ nhạy con xoay. Đó. Đấy.
Cái đàn này thì đang dùng cái gì đây? Bộ summer gì đây? Không biết. Đấy, các bác mua sẽ em sẽ tặng bộ summer khác. Ok, ngon lành. Đấy. Ok. Cái bộ summer này nghe nó chối quá nhỉ. Có tiếng summer đâu. Không dùng. Xem là chanh. Chanh ra bầu thế này. À, cái bộ summer này của Trần Chí Văn, Thanh Hóa. À, này của Trần Chí Văn, Thanh Hóa thôi. Các bác biết Văn ở Thanh Hóa đánh bầu rất là hay. Tay không đánh được các bạn. Đó. Thì cái đàn này hiện tại em đang bán với giá là 17 triệu các bác nhá. 17 triệu cho cái đàn đẹp trên 95% theo đánh giá cảm quan của em là 97%. Bởi vì nó quá đẹp, không có dạn nứt, không có một cái gì cả, phím căng đét. Đấy. Zin 100% các bác nhá, cam kết với các bác là zin 100% từ cái ben. Mai này nếu bác nào mua mà tháo đàn ra mà phát hiện em thay thế cái gì hoặc sửa chữa cái gì, em sẽ đền tiền cho các bác, trả lại tiền như lúc ban đầu. Em hiếu bán hàng thì các bác biết rồi. Bán cho tất cả anh em trên cả nước là đàn chỉ có đàn đẹp thôi. Không có bán hàng xấu. Đấy. Hàng xấu có thế nào báo thế đấy. Bị như thế nào nói rõ ra cho các bác như thế. Ví dụ cây này bảo là đấy, nó có cái vết chấm mốc này là ở cái kính bảo vệ. Đấy. Tháo ra lau cái là sạch. Đó. Và cái vết này là cái vết chắc là móng tay cứa cứa. Đây không phải là xước màn hình các bác nhá. Các bác chỉ cần xé cái ni lông này ra là hết, bởi vì dán ni lông mà. Đó, nên là các bác yên tâm. Đấy, bọc hết này, các bác nhìn này, bọc này. Đấy, phiu trắng phao. Cái này là 17 triệu bao gồm nguồn, summer và tặng cho các bác một cái bao 3 lớp mới. Bởi vì cái bao cũ của bạn ấy để mốc hết rồi, xét cũng gãy rồi, nên là phải bỏ đi. Tặng bao 3 lớp mới. Đó. 17 triệu tròn các bác nhá. Em nhận ship COD toàn quốc. Nhận toàn quốc, ship toàn quốc. Thì các bác ở xa thì vui lòng cọc tiền cho em là 2 triệu nhé. Cọc tiền cho em 2 triệu, bưu điện phát tới nơi, kiểm tra hàng ok, thanh toán nốt 15 triệu còn lại. Không ok gửi trả lại cho em, em trả lại tiền cọc. Đấy, rõ quan điểm với các bác như thế. Còn các bác ở miền Bắc thì vui lòng chuyển khoản 100%, sau đó em sẽ gửi xe khách về tới địa điểm các bác lấy được. Đấy. Em Hiếu là chuyên đàn đẹp và uy tín trên toàn quốc. Làm YouTube thì mới thôi,
một năm nay, nhưng mà bán hàng thì các bác có thể, những khách hàng đã mua rồi có thể vào comment giúp em là hàng của em như thế nào nha các bác nhé. 17 triệu đó, các bác nào yêu quý em thì đăng ký kênh giúp em, và mua hàng thì có thể gọi điện thoại cho em. Giờ làm việc của em là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, là nghe điện thoại và trả lời tin nhắn Zalo, Facebook. Zalo, Facebook đều là số của em nhé. Số điện thoại là 0979911833. Các bác nhé. Rồi em xin chào các bác.